Vâng, mến chào tất cả quý bà con đã quay trở lại video tiếp theo của nhịp cầu nhà nông. Lời nói đầu tiên chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn sức khỏe dồi dào và bình an trong cuộc sống. Cảm ơn tất cả quý bà con trong thời gian qua đã ủng hộ chương trình cũng như là ủng hộ các anh em kỹ thuật của công ty nông nghiệp Hoa Kỳ đi khắp nơi. Phải nói rằng là tư vấn khắp các vùng từ miền Tây đến miền Đông cả Tây Nguyên hỗ trợ kỹ thuật miễn phí cho bà con và rất vui là được sự ủng hộ của quý bà con rất là nhiều nên anh em cũng có động lực cũng như là chia sẻ nhiều video và hôm nay sẵn ở trên kênh youtube rất là nhiều quý bà con hỏi về cái phương pháp phòng ngừa sơ đen và tại sao nó sơ đen thì chúng ta phòng ngừa như thế nào vâng sơ đen là do vi khuẩn tấn công và vi khuẩn tấn công thì những cái điều kiện nào cho vi khuẩn tấn công thứ nhất là thiếu cân bằng dinh dưỡng cái thứ hai là điều kiện bất lợi thời tiết đó là hai cái điều kiện và vấn đề sâu rây nó cũng là một cái vấn đề chung tuy nhiên rằng là sâu rày thì nó chỉ là mửa mở, mở cửa hoặc là nó sẽ bám bu ở đâu đó nó bu vào đây thì nó cũng là cái nguyên nhân làm cho ra mít chúng ta ví dụ như nó mang ở con vi khuẩn từ nơi khác nó mang tới nó bu vào đây thì nó cũng là có nguyên nhân làm cho cái mít chúng ta bị sơ đen nói tóm lại là sơ đen là do vi khuẩn do virus gây ra thứ nhất là cái điều kiện thời tiết bất lợi Mưa nhiều nó tạo thành à, những cái ẩm độ cao Và điều kiện thuận lợi cho à, Cái con vi khuẩn nó phát triển Hạt là vô tình nước chúng ta tưới à, Từ dưới tưới đìa tưới Nó đụng vô đây Hạt là vô tình sương à, xuống à, Nó ẩm độ Thì bây giờ à, chúng ta sẽ Canh vào cái thời tiết Nếu như cái thời tiết ngày mưa thì Chúng ta cũng thường xuyên à, phòng ngừa sơ đen Và tiếp theo nữa <laughs> Hòn cái nha bà con Bà con thông cảm nó nhanh quá Nó ho và um, tiếp theo nữa là cái cây của chúng ta nó thiếu cân bằng dinh dưỡng thì nó cũng là một cái vấn đề nếu cái cây chúng ta mà dinh dưỡng không đầy đủ nó không có đủ kháng thể thì cái cây chúng ta nó không chống lại cái uh, cái cái bệnh uh, con vi, vi khuẩn này. Uh, ví dụ một cách cách đơn giản thôi thí dụ như là một thằng F0 ha, nói tới Covid nghe F0 là sợ rồi bà con. F0 À, nó tiếp xúc với thằng f1 và f1 tiếp xúc thằng f2 à, nhưng mà thằng f1 quá lại không bị à, mà thằng f2 à, nó bị tại vì thằng f2 kháng thể nó yếu hơn còn thằng f1 thì kháng thể nó mạnh hơn à, nói tóm lại với bà con là nắm rõ vấn đề ha nói tới f1 f0 là một những cái thời gian đầu của covid là bà con cũng ngại ngùng còn bây giờ thì nó là một cái sự việc nó bình thường rồi Thôi bây giờ quay trở lại câu chuyện của chúng ta cần nói ngày hôm nay, đó là nói về vấn đề à, tại sao cái mít bị sơ đen thì bà con cũng nắm rõ rồi. Và nó ở vào thời điểm nào, nó tấn công vào cái thời điểm nào bà con? Đây là cái thời điểm mà trước đó có nghĩa là thời điểm này á, là nhú cửa gà, à, mấy ông đã gà thì thấy biết cái này biết ha. Nó nhú cái cửa gà như vậy. Để em quay rõ rõ cho bà con coi. Đó nó nhú cái cửa gà như vậy là chúng ta xịt nó để bảo vệ, để bảo vệ tổng quan cái bảo vệ nó trước khi mà nó sổ cái bông ra nó mở cái cái, cái búp ra à, trước khi mà nó nó à, giống như là nó à, mình gọi là con gái nó 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 nó, nó, nó mở ra đó à, khi mà nó mở cái này ra bà con trước khi chúng ta xịt phòng ngừa nó hết phòng ngừa chích vaccine đầy đủ hết cho nó ha trước khi về nhà chồng trước khi à, trước khi bung ra thì phải vaccine đầy đủ hết tất cả mọi thứ ha chúng ta hình tượng ha trước khi mà người phụ nữ chúng ta là mở cái này ra đó, thì chích vaccine chúng ta xịt thằng mích đen vô ha à, để có nghĩa là cái này cái tên này là mích đen nha nó chống sơ đen sượng xanh và lớn trái vàng cơm về muối nha bà con nha rồi chúng ta xịt xong rồi khi bắt đầu nó bung ra đây đây là cái giai đoạn mà mẫn cảm và cái giai đoạn này là nó chịu đựng à, với thời tiết này thí dụ như những cái nọn trắng trắng này bà con thấy không cái nọn trắng trắng này đây em dùm cho bà con coi ha ở, camera nó cũng chưa chỉnh điện thoại nó cũng cười bắp nha bà con thông cảm nha. Rồi những cái nõn trắng trắng mà bà con thấy hình dung hình dung không? ở trên nó màn hình đó, trắng trắng đó đó, đấy là những cái nõn mà để nó chờ thụ phấn và nó tạo muối mà thí dụ như những cái nõn này này nó gặp cái thời tiết bất lợi, mưa nhiều hoặc là à, sương xuống hay là tưới nước dập vô và cộng với cái kháng thể của trong cái cây chúng ta phân không đủ ha, đi toàn là phân hóa học không hay, cây nó bị sốc phân hóa học cũng như là dinh dưỡng không đầy đủ cứ DNPK rồi vô thì dinh dưỡng đó không phải là dinh dưỡng mà nó chỉ là phân đa lượng thôi và nó thiếu các thành phần vi lượng khác thiếu các thành phần khác và trong đất á, mà cứ xài hóa học hoài nó không có cái vi sinh thì nó cũng là bất lợi thế nên à, chúng ta khi cái giai đoạn mà nuôi trái mít giai đoạn như vậy là chúng ta đi cái bộ xô nuôi trái mít vào để chúng ta nuôi cái cài cây chúng ta nuôi cái trái chúng ta nó tạo một cái kháng thể tốt à, sau đó À thì nó sẽ lên đây tạo một kháng thể tốt thì nếu như mà có vi vi khuẩn virus ở đây tấn công vào á thì nó cũng là à nếu như kháng thể tốt nó sẽ đánh bại. À giống như ta nói nôm na là trường hợp F0, à, F1, và F2, ông F1 thì không bị, á à, lộn à, đúng rồi, ông F1 thì không bị mà ông F0 thì bị do ông á à, lộn. Đúng rồi, ông F0 thì bị, nó lần quần là bà con lộn ha. Ông F0 thì bị ông F1 không bị, ông F2 bị. À, đó nghĩa là ông F0 và ông F2 thì ông kháng thể yếu còn F1 là sinh lý ông mạnh, ông ông có không có bị. Đó nó dụng nó nói nôm na vậy. Rồi. Một cái ví dụ nho nhỏ mà nói rùm rà đấy bà con cũng thông cảm này em ví dụ từ cái F0, F1 và F2 là bà con nghe sợ nhưng mà đó là cái hình tượng để cho bà con dễ mà hiểu rõ nhất. Còn cái hình tượng này là giống như là cô gái này trước khi mà bung ra là chúng ta phải chích phát sinh đó bà con chúng ta chích phát sinh kháng thể cho nó là giống như chúng ta, chúng ta xịt đó xịt nó mới sẽ đang trị đó, trị những cái con mà vi khuẩn nó bao xung quanh đó, chúng ta trước khi mà cái này nó nở ra thì cái giai đoạn này là cái giai đoạn chúng ta cần thiết phải xịt đó để phòng ngừa nó và trị đẩy lùi những cái con sơ đen chúng ta sẽ pha cái khủ này này đeo con để em lấy cái thanh gươm này ra cái lá bùa này cho bà con ha đây là cái bùa hộ mệnh này rất là nhiều bà con miền tây sử dụng nó đây cái mặt trước ha bà con cần cái sản phẩm này cứ gọi vào tổng đài sẽ có một số em xin tư tư vấn cho bà con hỗ trợ cho bà con cần tư vấn gì á bà con á, cứ và vào số tổng đài cái hướng dẫn sử dụng này cái giai đoạn mà đậu trái bằng cái ngón tay út là nhú cựa gà đây bà con à, nhú cựa gà à, ngón này là ngón tay cái rồi bông này nó mập thù lù luôn à, dinh dưỡng nó đầy đủ rồi nó nhú cựa gà thì bà con á, pha 50 g à, cho 25 lít nước và phun vào trái, vào thân, vào lá, vào cành. Hũ lúc đó cái giai đoạn đó là một cái hũ 500 g này pha cho 250 lít, có nghĩa là được 10 bình mấy á, mà 10 bình mấy. Rồi cái giai đoạn mà đang mang trái và nuôi trái như vậy, như vậy ha, như vậy, nó lớn hơn vài chút xíu thì bà con á dùng 50g cho bình 20 lít nước hũ 500g chúng ta pha cho 200 lít đó bà con À, chúng ta đây là sản phẩm của công ty nông nghiệp hoa kỳ cái lá kỳ lá cờ mỹ đây à, thành phần đăng ký của bộ à, cục bảo vệ thực vật à, rồi mít đen và con này sức mạnh vượt trội đẩy lùi sơ đen ừ, dũng à, quảng cáo quá Nhưng mà cái này là em nói cho bà con để bà con sử dụng ha à, ngăn ngừa tình trạng sơ đen thúc trái lớn nhanh trái nở đều gai và nó trong này nó cũng có vi lượng nha bà con nha là muối dày cơm đẹp nặng ký ngưỡng trái dinh dưỡng cân đối từ lục dương này đây mục đích của nó chủ yếu là nó ngăn ngừa sơ đen thì bây giờ á cái thời tiết mà bất lợi nhất là những cái cơn mưa à, bà con nhớ để ý đây bà con thấy không những cái ngày mà trời nắng á, bông nó ra như vậy trời nắng á, thì không sao nhưng mà buồn buồn chiều nay á, ông trời ông đổ lệ cái ông chia tay cuộc tình đầu gì của ông đó ông đổ lệ tình yêu của ổng thì à, cái bông này bất lợi ha tự nhiên ông gieo duyên nào đó bất lợi tạo điều kiện nước nó, nó nó nằm trong đây nó nằm này cái mấy ông nội vi khuẩn á ông bò lên ông xâm nhập vào Còn nếu chúng ta không có cái thanh gươm này à, thì trái này 4 tháng à, có nghĩa là 3 tháng 25 ngày cho nó 3 tháng 3 tháng 20 ngày sau à, thì bán thì lái nó cắt ra Nghĩ ỏi gì nó sơ đen thấy ở dạ tiếm hai à thật đau lòng quá đi mà ừ, thật là đau lòng quá đấy thế nên đừng có nó đừng có nghe cái câu nghĩ ra đau lòng quá đi mà tại sao cái mít mà gần 20 kg 15 kg cắt ra đó mà chị hai ấy, mà nó bị sơ đen ha. thì chúng ta phải dùng cái lá bùa này chúng ta dứt nó ở cái giai đoạn này là hợp lý đây cái giai đoạn cửa gà đây tên ten tên trước khi em đi sang sông thì em chích vắc xin giùm anh à, em chích vắc xin chưa chích rồi đúng không rồi em đi qua cửa bên này à, em chích thêm một lần nữa ok ha rồi khi trái nó lớn lên chút xíu nữa chúng ta cũng phun nó để chúng ta, chúng ta phun cái định kỳ nha bà con à, định kỳ để trái chúng ta nó xanh bà con khi mà bà con mở cái này ra bà con thấy này nó xanh lét xanh lơ và phun vào trái mít nó xanh à, còn những anh chị em à, hỗ trợ thêm cái đây, cái này là giống như cái khẩu trang, cái món này là vaccine, còn cái này là khẩu trang này bà con uh, siêu ấu giáp này, mặc cái khẩu trang bao cái khẩu trang lại, vi khuẩn nó có không xâm nhập và nó hạn chế được cái hay là ngăn ngừa được cái vấn đề là xị mũ cũng hay nữa, chống thối cuốn trái đó, đây cái cây này nè cái chai này này, uh, có thể kết hợp hai hai chai kết hợp chai siêu ấu giáp, uh, siêu ấu giáp đây, dưới cái hũ mà uh, mixer đen đây, thần thánh đây, uh, truyền hộ vệ đây, lá bùa nha bà con nha. Rồi một cái video chia sẻ nho nhỏ để cho bà con chúng ta nắm rõ về tại sao cái mít nó bị sơ đen cũng như là tại sao mà chúng ta phải phòng ngừa sơ đen chứ không phòng ngừa sơ đen không chống sơ đen thì 3 tháng sau ha trái này 3 tháng sau bán nghĩ về tại sao mà cho cá ăn đó hả đó đau lòng lắm nha bà con Ừ, thiệt là đau lòng quá đi đau lòng quá nên bây giờ đừng có để đau lòng thì chúng ta phòng ngừa sơ đen và cần gì bà con cứ gọi vào hai số ba số gì trên màn hình đấy quên mất rồi hai ba số gì ở trên màn hình ấy, mấy anh em kỹ thuật họ để chuyên viên họ để đi sai họ để lên đó đó số điện thoại thì bà con cứ cần thì bà gọi vào cái số tổng đài đó gửi tình trạng giao lô vườn ở đâu họ hoặc là cần tư vấn như thế nào thì mấy anh em sẽ hỗ trợ tư vấn cho bà con họ ship thuốc ship phân bón gì cho bà con nha rồi thôi bái coi bà con nha Bữa nay em nói Nói khang tiếng cho bà con Mà bà con thông cảm nha bà con Cho đi giường nhiều quá rồi Nhiều quá em đi em, em quần rượu gạo luôn á Ừ bà con chuẩn bị nó tới rượu gạo là bà con chuẩn bị cho em Xị rượu với con gà Nếu em ghé thăm vườn bà con Hoàn toàn miễn phí ha Hoàn toàn miễn phí nha bà con Thăm vườn tư vấn cho bà con Hoàn toàn miễn phí Con gà với xì rượu thôi Bye bye bà con nghe.